các bạn, tất cả anh em đã quay trở lại với video của mình. Và trước tiên ngày hôm nay mình chỉ gửi lời chào thân thương, lời chào thân ái đến tất cả toàn thể các bạn, tất cả toàn thể mọi người đang theo dõi video, đang theo dõi kênh của mình. Và ngày hôm nay cuộc hành trình của mình vào rừng đi tìm cây thuốc nam, và sang đây mình sẽ giới thiệu luôn cho tất cả các bạn một loại cây thuốc nam có tên gọi là cây thiên niên kiện. Và cây thiên niên kiện này là một loại cây thuốc quý theo y học cổ truyền đã chứng nhận và rất nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Và bây giờ để hiểu rõ thêm về cây thiên niên kiện, mình xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video để chúng ta biết được cây thiên niên kiện nó có hình dạng như thế nào, mọc ở đâu và ra sao, để có những công dụng tốt của chúng ta đem về tận dụng sức khỏe cho chúng ta khi chúng ta có cái căn bệnh này. Và xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi. Cây thiên niên kiện là một loại cây thuốc quý thuộc dòng họ nhà môn. Nó có hình dạng giống như cây môn ở nhà. Cây mọc từng chùm và rất thấp, cỡ khoảng 50 đến 60cm từ mặt đất. Lá cây thiên niên kiện có hình thìa, có một mùi thơm rất nồng nàn dễ chịu. Khi bạn ngắt một cành của thiên niên kiện thì các bạn nghe một mùi hương thơm nồng nàn rất dễ chịu. Cây thường tập trung mọc những khu nơi đất rậm rạp và ấm ướt, hoặc dọc hai bên con khe. Tập trung mọc những khu rừng các tỉnh có miền núi hoặc ở trong các khu rừng sâu. Cây rất giòn và mềm, nó có vị rất là mát. Chúng ta có thể lấy củ cây thiên niên kiện làm thuốc chữa bệnh rất nhiều công dụng. Theo y học cổ truyền đã chứng minh, thiên niên kiện là một loại cây thuốc quý tốt, có thể chữa rất nhiều loại bệnh như phong tê thấp khớp, phong hàn lạnh, bệnh ngoài da, mụn nhọt, trứng cá. Đặc biệt những đối với người già hay bị phong hàn lạnh thì thiên niên kiện là một giải pháp để chữa căn bệnh rất tốt, rất hợp cho người già bị phong hàn lạnh. Ta có thể lấy một nhánh cây thiên niên kiện nghiền nát đắp vào da, có thể trị được bệnh mụn nhọt, trứng cá. Ngoài ra thiên niên kiện còn có thể chữa bệnh đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, da mồ hôi chân tay. Đặc biệt cây thiên niên kiện ngoài việc chữa bệnh, người ta còn có thể tận dụng cây thiên niên kiện để xào làm các chế biến món ăn. Cành của cây thiên niên kiện chúng ta lấy về luộc vỏ sạch sẽ, có thể xào trộn với cá hoặc với thịt, rất bổ và rất là ngon.